truyện tích 21 Chuỗi hạt mân côi với kẻ ốm liệt. Tại nữ tu viện ở Tây Ban Nha, có một dì Phước bị tê liệt trầm trọng đã nhiều năm. Dì ốm o gầy gò, không thể cử động được. Hơn 2 năm liệt giường, dì chỉ nằm lần chuỗi mân côi và suy niệm các sự thương khó Đức Chúa Giêsu, nên đã can đảm chịu đựng được những sự đau đớn. Một hôm, Đức Mẹ soi sáng cho bà bề trên tu viện, nảy sinh ra ý kiến là khiêng dì Phước ra nằm trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Cả dòng lần chuỗi mân côi cầu cho dì được thuyên giảm. Nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ, một sự lạ đã xảy ra. Khi đọc chuỗi năm sự vui, dì cố gắng theo dõi và cảm thấy hết sức mệt nhọc. Khi đọc chuỗi năm sự thương, dì cảm thấy phấn khởi, sức khỏe dần dần hồi phục. Khi đọc chuỗi năm sự mừng, dì tự vui hẳn lên và coi như bình phục. Dì tự đứng lên và quỳ gối cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu dì. Mọi người ngơ ngác thấy phép lạ nhãn tiền, nhiều người hết sức cảm động. Cả nhà thờ đều òa lên khóc vì phép lạ đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho dì Phước liệt giường lâu năm. Sau tràn chuỗi 150, cả nhà dòng đứng lên hát kinh mà nhị phi cát tạ ơn Đức Mẹ. Lời bàn: Linh mục Joachim Schuller dòng Đa Minh đã chứng kiến phép lạ này và ngài đã kể lại trong cuốn nhật ký. Phép lạ Đức Mẹ mân côi cứu kẻ liệt thì không sao kể cho xiết được. Chỉ nguyên các phép lạ Đức Mẹ đã cứu kẻ liệt ở Lourdes thì đủ để chứng tỏ những ai mắc bệnh nan y mà tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ thì hầu như được khỏi cả. Chính bản thân chúng tôi đã đến Lourdes năm 2000. Chúng kiến tận mắt không biết bao nhiêu là phép lạ hoặc được người ta kể lại. Rất nhiều nạn chóng, xe lăn được treo đầy trên vách núi làm chứng cho những phép lạ được khỏi bệnh. Tạ ơn Chúa.